quý vị thân mến, là sắp tới là Trường Giang, anh Chiến Tài và anh Hoài Linh. Hiện tại đây nha anh Hoài Linh nè. Hiện tại Hoài Linh thì anh em đang họp lại để bàn kịch bản và đã bàn xong hết rồi. Thì sắp tới sẽ bạn này sẽ cùng xuất hiện trong cái show đó. Và hứa hẹn sẽ là một đêm rất là bùng nổ và gửi tặng quý vị những cái kịch bản rất là mới. Đây là lần đầu tiên Trường Giang xuất hiện tại Florida, cũng như là lần đầu tiên kết hợp với ba anh em Trường Giang, anh Tài và anh Linh. Đây là một cái sự rất là vui mừng, bởi vì cũng ước mơ để được diễn trên sân khấu ngoài với hai người đã gắn kết với thời gian cũng 10 năm rồi. Và đây là lần đầu tiên được thực hiện buổi đó, rất là vui. Và cũng rất là vui nếu như quý vị là dành chút thời gian để tới và gọi là chung vui. Diễn ở đâu nhỉ? À, anh nhớ rồi. Bốn tay chúng ta sẽ diễn ở Tampa, cũng ở Florida. Kính mời quý vị tới đây hưởng ứng chợ hội chung. Người đánh xa ta, bỏ ta một mình, để rồi xa đi cách xa nghìn trường. Kỷ niệm năm xưa sẽ tan như bọt bèo, ai ơn ngày nào giờ như giấc mơ. Kỷ niệm năm xưa sẽ tan như bọt bèo, ai ơn ngày nào giờ như giấc mơ. Thông báo cho ban tổ chức biết tất cả các lạc, tất cả các loại núi trên thế giới như Everest, Phú Sĩ, Rocky Mountain đã dời về Calgary rồi. Hiện tại đang đè em. Hy vọng bầu số Hoàng An hãy cứu đời em. Hiện tại đã mất đôi dép và cái nón. Cái quần đang trong tình trạng tuột nhẹ. Có tình trạng bóp đít rất nhiều. Đề nghị ban tổ chức sắp xếp giùm em. Mới hát một bài mà 70% cơ thể đã bị tiêu diệt. Ây da, trời ơi, tình trạng bóp vú đã xảy ra. Chúng tôi không thể nào tin được. Bây giờ để em lên em hát nha, em lên em hát cái. À, cái nón đã trở về với bầu show. Chị Bảy cho em qua, chị Bảy. Trời. Đây, hãy nhìn thân xác em. Thấy không? Kiếm tiền đâu phải dễ. Bóp bấy cái đít luôn chứ phải đơn giản. Bà này là bạo lực nhất. Bà làm nail với dạng móng tay nhọn á. Người ta nhẹ thôi, người ta nựng, người ta nhẹ. Ơi trời, Trường Giang dễ thương không bà? Ghê thiệt. Calgary thật nguy hiểm. Nguy hiểm luôn, lình rập xung quanh chúng ta. Đã mắc một chiếc dép. Kệ chơi luôn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang. Yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lối chi. Đời tôi cô đơn nên yêu ai chẳng bao lâu. Ngày mai đây em lên xe hoa mua theo chồng. Trời cho tôi cô đơn, tôi không hề trách em. Tôi quen rồi những chuyện giang dở từ khi mới yêu. Em khóc làm chi nữa, bận lòng gì kẻ trắng tay. Tôi xin chúc em ngày mai hoa ngắm ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc đời. Riêng tôi cũng kiếp luôn sợ dài, nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân. Đời tôi cô đơn nên yêu ai chẳng bao lâu. Ngày mai đây em xem xe hoa bước theo chồng. Trời cho tôi cô đơn, tôi không hề trách em. Tôi quen rồi những chuyện giang dở từ khi mới yêu. Tôi quen, tôi đã quen rồi em. Rạng rỡ khi tình yêu tôi không say trên bạc vàng. Tôi quen.
em. Em khóc làm chi thơ bắn lòng gì kẻ trắng tay. Tôi xin chúc em ngày mai hoa gấm ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc đời. Riêng tôi một kiếp lầm giờ gian nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân. Đời tôi cô đơn nên yêu ai chắc bao lâu. Ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng. Trời cho tôi cô đơn, tôi không hề trách em. Tôi không hề trách đời hay giận đời luôn đổi thay. Trời cho đã tôi cô đơn, anh em. Tôi không hề trách đời hay giận đời luôn đổi thay. Kêu vẫn còn mất một cái nón và một chiếc dép. Chị Bảy đã có tình trạng kéo quần quá giới hạn. Bà kéo một phát nó xuống tới Toronto luôn. Dép đó, còn chiếc dép nữa đâu? Hả? Xin thông báo ở khoa học đã chứng minh lấy một chiếc dép không bao giờ xài được. Tôi không bao giờ đưa chiếc nữa, bị đưa thành một đôi xài sao? Thôi bây giờ vậy nè, bây giờ ca sĩ ra hát xong lát phần hai anh em đã chuẩn bị một chương trình hoành tráng lên nóc nhà luôn cho bà con nha. Nhạc đi mấy anh ơi. Nghĩ đi. Tao nói già sắp chết rồi hát hồi liệm luôn á trời ơi. Có ai thấy người yêu của em ở đâu không? Ở đâu vậy? Đâu ông nội nào đâu? Tất cả đã bị tao quay. Ai vậy? Bà nhìn cái gì vậy hả? Bà làm cái gì vậy? Anh ơi, anh bóc cái gì anh thảy vô mặt em nha anh. Mất bà nội bà đó. Bà nội em nồng đâu trong đó vậy anh? Ta vũ đạo. Vũ đạo? Vũ đạo sao? Đâu vũ đạo sao? Vũ đạo. Ê, bà vô duyên quá ha. Già mất nết. Thấy thằng âm dỗm gì vậy? Tự nhiên cái quăng cái xúc xích vô mặt tôi gì vậy? Bà nghĩ sao giờ tôi già là còn cái xúc xích? Chứ gì vậy? Bà biết trái ớt ngâm giấm không? Nó chút béo vậy nè. Anh vậy hả? Ớt sừng trâu. Sao bà mắc cười quá, bà già nói chuyện vô duyên à. Tự nhiên chỗ người ta đang hát ra nhảy nhảy chi vậy ông nội? Bây giờ cho miếng đèn sáng lên được không? Cho ta nhìn mặt tôi chứ, lần đầu tiên tôi qua đây mà. Nói tiếng Anh để nói tiếng Việt nó không hiểu. Tiếng Anh hả? Má cái này chưa học đâu. Để ráng. Sáng to. Line up. Not down. Rồi nó không hiểu luôn. Mà nói sao họ, ơi, đào tưởng xích đào tắt luôn thấy mẹ nữa. Thôi ngựa quá, có nhiêu chơi nhiêu đi ông nội ơi. Sáng lên cái đèn mờ, không có khó chịu, người ta không thấy mặt mình, hiểu không? Ở đây ta không có. Có ai thấy mặt tôi không? Có không? Không thấy hả? Bà muốn thấy bà dòm ở đây nè, bà dòm đâu dưới này mà bà thấy được bà nội? Bà dòm đâu vậy? Ai biết bà? Dòm ở dưới. Bà lo dòm dưới người cha cái bên đi nghe bà nội. Trời đất ơi, già mà háo sắc. Tôi cũng già hơn cha đó chứ tôi trẻ cho ông gì đâu. Mặc đồ đẹp ha. Gì? Quần thun đem bỏ vô thùng. Mang đôi dép đội cái nón không ra giống ôn gì trơn hết trời. Kệ cha người ta, pháp luật đã có cấm.
Sao vậy? Muốn mặc gì mặc hả? Ở bên đây nó lạnh, mặc xít bóng cho nó cái bóng này nó sát vô da, nó giật giật mấy cọng lông sướng. Thấy không? Không có biết cái gì về khoa học. Khi nhiệt độ lạnh xuống là bắt đầu có sự ma sát từ ở cái quần này và kết hợp với cái sự ma sát của tế bào chết, nó cạ vô tạo thành những cú nổi da gà. Hiểu không? Nói không hiểu gì hết trơn á trời. Thôi bà hiểu chi, bà già vô duyên bà hiểu chi. Bà làm gì bà đứng bà dòm đàn ông hoài vậy bà nội? Thấy lạ đó, bị qua tới đây rồi mà ăn mặc vậy, nó sợ người ta kêu cảnh sát bắt anh á, tưởng khùng. Lạ gì cũng y chang chứ có gì thay đổi đâu. Có cái bữa nay nó hơi lạnh cho nên nó kiếm hoài không thấy thôi chứ. Chứ có gì đâu lạ. Ủa ông anh kiếm gì vậy ông anh? Kiếm ông nội bà trong đây hả? Ủa ông nội ơi ra chơi với... Cái gì vậy? Bà vô duyên có gì bà nội? Anh nói ông nội tôi ở trong. Có ai hốt bà này giùm tôi có được không? Sao vậy? Già mà mắc nết. Mình già cả mình nói chuyện cho nó hợp lý, nó phù hợp. Già mà ra giữa đường đứng hát cà tưng y chang mấy nhỏ khùng. Hè, mấy đứa nhỏ giống như con Nguyễn Hồng Nhung nè, thấy không? Con Hoàng Yến là nó trẻ trung. Nó hát, nó nhảy là mình thấy vũ đạo. Là mình phái, bị nó nhảy cà tưng là có nhiều cái tưng theo hát dẫn. Hiểu không? Còn bà bây giờ là bà già rồi. Tất cả mọi thứ là nó gần đất xa trời rồi. Tất cả đều xà theo thời gian rồi. Cái gì xà, anh nói tôi không hiểu. Tôi với bà là chung một chế độ. Chế độ gì? Bà có biết cái định luật Newton khi trái táo rơi không? Không. Tức là khi trái táo mà nó rơi xuống là do lực hút trái đất. Nó hút xuống thì trái táo nó mới rụng xuống đất. Rồi sao? Còn không có lực hút trái đất là nó bay lên trời luôn. Dính gì tới tôi? Cũng giống như bà. Khi bà bị lực hút trái đất là nó xà xuống đất. Bà hiểu không? Chứ nếu mà không có lực hút trái đất là nó bay lên, nó đạp vô mặt bà rồi. Bà là y chang cái bà già kế bên nhà tôi. Sao vậy? Năm nay 70 tuổi. Tưởng tượng đi, một bà già 70 tuổi đi không nổi. Mà có con mọn. Trời ơi trời. Tội nghiệp, mỗi ngày phải chăm con cho con bú. Con trứng đẻ luôn hả? Thì đó tội lắm. Mỗi ngày nào phải chăm sóc cho con bú, nhìn thấy tội. Chiều chiều nó ăn trong bếp mà con nó bú ngoài phòng khách. Trời ơi. Trời đất ơi trời, con cái gì nó bú mà nó kéo bất nhân vậy? Kéo cái gì? Thì ông mới nói ở trong bếp con bà bú ngoài phòng khách thì nó phải kéo ra nó mới bú được chứ. Bà nấu trong bếp còn ô xin cho bú ngoài phòng khách. Cho bú gì? Cho bú sữa bình. Đâu bà nghĩ gì vậy? Ủa bú cái bình hả? Cái bình thì bà đem đi đâu bà đi chứ. Khoa học chứng minh rồi, người phụ nữ kéo dài nhất cũng chỉ là 0.5 cm. Cha cho cười lớn dữ cha. Nhà kéo dữ hả? Hiểu không? Nói về vấn đề là mình phải phân tích về vấn đề khoa học. Đừng có muốn gì thì nói ta bậy người ta chữ. Thì anh phải nói rõ chứ, anh nói mập mờ vậy tôi hiểu lầm anh. Mình già mình cho nó đàng hoàng tử tế, già hát nhạc cà giật, không ra cái giống ôm gì. Nhà phải hát nhạc trữ tình, nó sâu lắng, nó du dương, đi vào lòng người. Phải không? Chứ nào? Tại tôi già mà tâm hồn tôi nó trẻ, anh hiểu không? Bà nhìn bà chán chết mẹ trẻ gì. Cái gì? Lấy cái khăn da cũng có thấy gì đâu bà nội. Lấy cái áo da thì hy vọng chứ. Lấy cái áo da thấy gì? Mướp. Hỏi nhiều câu ngu dễ sợ. Sao mảnh vườn không xanh tốt là mướp? Dài quá dài. Đến đây. Mướp dài tán vô mặt, giờ già mà mất dạy hả? Tôi nói về vấn đề khoa học. Khoa học đã chứng minh rồi. Trái mướp khi còn nhỏ là nó ngắn, nó săn chắc. Nó xanh, khi về già, nó dài, héo, đen, thúi. Mới nói về phân tích về khoa học chứ sao kỳ vậy? Đúng không ông Tây, đúng không? Ok. Nói ông Tây, ông không hiểu gì hết trơn. Không mà công nhận qua bên đây giờ mới thấy. Nhiều ông Tây nói tiếng Anh dễ sợ thiệt. Ghê thiệt. Nói tiếng Anh mà mình nghe mình nói trời sao hay quá vậy. Trong cái đó mình ở Việt Nam mình nói không được. Mà trong cái mình hỏi tiếng Anh, tiếng Việt Nam là ông đứng im luôn. Cũng có cái dở hơn mình là nói tiếng Việt không được. Chứ đâu phải đơn giản đâu. Trời. Ê anh ơi, sao anh nói chuyện với tôi anh cứ lận cái lưng quần anh lên vậy anh? Lận cái gì đâu? Này còn kéo được đâu. Trời ơi. Nè bà vừa phải, bà mất nết vừa phải nghe. Ở dưới người ta chửi ông sầm kìa. Tôi là thuộc dạng động vật bảo tồn quý hiếm rồi. Hiểu chưa? Tôi giống như mấy con gì mà mút mút ở đây đó. Mấy con có sừng mà chạy trong rừng đó. Không được săn bắt. Mùa sinh sản là để cho nó sinh sản.
chỉ có mùa gì đó là được săn bắt ở những khu vực nhất định. Tôi là động vật quý hiếm, đừng có kéo bậy bạ. Đúng cái dây gì đó mệt bà. Ủa còn dây luôn hả? Dây, cái dây điên á, dây đổ mồ hôi thì bà thấy không? À, tưởng tới tuổi này nó đứt dây mẹ rồi chứ. Già mất nết, nói chuyện không có duyên dùng vậy. Anh nãy anh nói tôi là hợp với nhạc quê hương hả? Quê hương rồi mới hợp chứ. Rồi vậy thôi, giờ tặng anh câu cải lương nghe anh chơi. Được không? Được, hát hay lắm. Được không? Được, nghe nghe. Rồi. Vô. Hát mày hay nha, ở đây người ta phá cải lương á. Hát gì hạch là mấy cái ly nó bay lên ráng chịu hả? Chưa hát mà hù vậy anh. Nói trước chứ hù gì đâu. Rồi im lặng hát. Nhìn là thấy không có hơi hát rồi. Thì bây giờ anh im đi, tôi lấy hơi. Thì bà hát đi mà mới lấy hơi được chứ. Tôi không hát lấy âm mà hát mà lấy hơi làm mẹ gì. Nói gì kệ cha ta. Bây giờ có nín cho tôi hát không vậy trời? Hát đi thì mới nín chứ mà. Tôi nín cho. Rồi bây giờ được chưa, nín chưa? Hát đi má ơi. Rồi hát nè, để lấy hơi. Trời ơi, bà đóng phim xét hả? Cái gì vậy? Thở như là phim gì đó, con heo vậy. Người ta già rồi, người ta lấy hơi vậy anh ơi. Lấy hơi nhẹ nhẹ, mà lấy hơi cái trời nổi da gà luôn. Ngộ quá, tôi lấy hơi lại nè. Bà lấy hơi sao cha này sửa tướng ngồi luôn. Hồi nãy chả ngồi vậy, bà lấy hơi, bà sửa tướng ngồi lại liền. Thấy không? Bà lấy hơi mà làm phiền người đối diện. Rồi được rồi, để em lấy hơi cho đàng hoàng. Bà lấy hơi sao tôi cũng thấy nóng nóng trong người. Bây giờ có nín chưa trời ơi? Hát đi má ơi. Nữa. Anh này kỳ quá. Lấy hơi là như hấp hối. Quỷ. Hát đi má ơi. Anh hứa với em khi tụi mình nên duyên nên nợ thì một lá trầu xanh cũng nên vợ nên chồng. Cao thắm trầu xanh cũng thêm đượm mà thêm nồng. Mỗi sáng tinh sương gánh cái trầu mà ra chợ. Trên con đê dài mà thoăn thoắt cái đôi chân em. À, ôi cha! Trời ơi, cái gì vậy? Bà nội cha mắc nết. Anh đừng có mất dạy, anh chỗ tôi đang hát, anh làm gì vậy? Bà hát thì bà hát đàng hoàng mà đứng một chỗ, bà hát mà bà còn lắc mông nữa. Thì bây giờ tôi nói tôi tâm hồn tôi trẻ nên tôi thích cái gì nó mới lạ mà. Già mắc nết. Được không? Không được hả? Già mình hát những cái gì đàng hoàng để cho người ta phải thích. Già mà làm mấy cái điều tào lao. Thôi ông khó quá ông ơi, vậy chứ anh biết hát gì không mà anh nói vậy? Xin lỗi, cỡ tôi hát duy mạnh cây bằng ông nội. Phải không? Cỡ tôi hát Đàm Vĩnh Hưng cây bằng ông cố nội. Thiệt không? Trời ơi trời, hồi xưa tôi học chung lớp Đàm Vĩnh Hưng mà. Rồi sao? Tôi chỉ nó hát mà. Ủa sao giờ người ta nổi tiếng quá anh, kỳ vậy anh? Đó là định mệnh thôi. Định mệnh sao? Mỗi người một số phận. Đâu kể nghe chơi coi. Đâu phải ai cũng được giàu như ai. Ừ. Mỗi người một cuộc sống. Ừ. Tại sao tôi ở Việt Nam mà 1000 người ở đây ở Cali Aji? Thấy không? Tại sao họ không về thăm tôi mà tôi phải qua tôi thăm họ? Bị họ trả tiền mà. Không không? Rất phải có nhiều chuyện mà phải nói mới hiểu chứ không nói là không hiểu, hiểu không? Rồi giờ sao biết hát không? Sao không hát trời, tôi đã từng đi thi The Voice. Đờ gì? The Voice. The Voice là cái đờ gì? Cái thi mà úp cái mặt, lò cái giọng nhìn cái đít đó. Trời ơi anh ơi, cái đó người ta gọi là Voice. Thì đó Voice. Voice. Thì đó Voice. Không phải Voice mà là Voice. Đâu kệ mẹ đi. Ủa sao vậy? Không biết tiếng nước hoài mà sao chỉ hoài. À dốt quá hả? Anh dốt đúng không? Tán cái dép vô cái mặt là chứ à, rồi thôi hát đi rồi voi cái con cái gì đó hát đi. Tôi là không phải tôi dốt mà tôi hiểu. Ừ. Tôi hiểu những từ căn bản nhất đó. Ví dụ như cái chữ, bà thấy cái chữ không? Chữ nào? Cái chữ mà căn bản này gọi là gì tiếng Anh đó? Cái chữ căn bản, cái nguồn gốc căn bản gọi là gì? À đúng rồi, agent. Ồ. Căn bản người ta kêu là agent. Nói tiếng Anh như tiếng Việt ha. Đó là ở chỗ đây ra mấy chỗ đó mấy chỗ căn bản đó. Exit, exit, exit. Trên trần là có mấy cái lỗ căn bản luôn. Exit, exit. Exit, exit, exit.
Exit là căn bản á. Đúng không? Đúng không? Đâu nói làm sao chỉ tôi với. Exit. Exit. Căn bản đó, exit đó. Căn bản. Hả? Không phải hả? Hả? Cái gì? Sao tôi quế bà áo màu vàng này ghê ta. Bà ngồi đàng hoàng đi không? Bà ngồi mà bà quéo giống như mà. Ta lạnh ông ơi. Lạnh thì trong này nóng chết mà, lạnh mà sao quéo ở dưới mã trên nguyên cái lỗ chà bá vậy mà lạnh. Bà khó thở, bà để vậy cho bà dễ thở. Tôi để ý bà này từ hồn ngoài cổng vô luôn. Người ta là đi vậy, người ta đi vô. À, how are you? Okay, I'll go in tonight, music tonight. À, người ta đi vậy, còn bà là vô rồi bà vậy. How are you? Ủa sao bà già sớm vậy anh? Bị người ta 1,000 người ta đi bình thường, bà 6,000 bà đi vậy nè. Đúng không? Hả? Không phải hả? 7,000 hả? Trời ơi. Ủa ba đi coi hát mà ba xách cặp dưa hấu theo chi vậy? Bị sắp tới lễ hội trái cây ẩm thực đường phố. Ừ, ba chân dữ lắm. Chân ghê thiệt. Hoặc tháng trước là đi khác nữa. Sao vậy? Tháng trước đi làm sao? Ba tháng trước đi vậy. Ủa sao nỉn bên vậy? Bây giờ là 6 bên 3 bên 3, tháng trước ba bên thiếu bên 3 bên 2 đó. Trời ơi. Ừ, đó. Nặng. Khổ vậy trời. Ừ, đó. Rồi sao? Thì đó, thi đi thi sao? Dạ kể tiếp cái vụ đi thi. Đi thi The Voice. Tôi đàm đến hương chấm. Phải không? Đúng rồi. Là tức là nó ngồi, nó úp mặt vô tường nè. Hiểu không? Mình đứng đây mình hát. Đó, giấu cái mặt, lò cái giọng, nhìn cái đít. Đó. Hiểu không? Hiểu. Cái mình hát có trái tim tiên si. Đàm đến hương phái quá, bấm nút phẹp quay lại. Ô, chọn anh luôn phải không? Vừa thấy mặt tôi phẹp quay vô trong luôn. Má quế không? Ủa gì kỳ vậy anh? Tôi chạy vô tôi hỏi liền, ủa tại sao kỳ vậy? Tại sao tôi hát hay chọn tôi rồi xong quay vô mặt? Trả lời sao? Ông nói em, lúc mà Hưng quay ra là tại vì Hưng thích cái giọng quá. Hưng thích cái giọng quá. Hưng vừa quay ra là con mũi nó cắn ngay cái đùi Hưng. Thì đập con mũi. Đập con mũi mà không trúng ngay con mũi, trúng ngay cái nút phẹp quay vô trong luôn. Má cuộc đời thay đổi vì con mũi luôn. Không, gì kỳ không, vậy? Không có con mũi là giờ nổi tiếng rồi. Trời ơi. Bà tới cuộc đời mà khi cay đắng xảy ra là người ta luôn thốt lên hai chữ là đờ mờ. Bậy anh, đờ mờ là cái gì? Định mệnh. À. Bà mới nghĩ bậy. Phải nói rõ, tự nhiên kêu đờ mờ. Ai biết bước đâu. Bước bên tôi biểu diễn nha. Đàm Minh Hưng chỉ là đệ tử của tôi thôi. Rồi. Vậy là Đàm Minh Hưng là bắt trước anh đó hả? Bắt trước phong cách anh đó hả? Ca sĩ hả? Tập trung nè, tôi hát một cái là Đàm Vĩnh Hưng thấy một lần tôi hát ở đâu là Đàm Vĩnh Hưng từ đây về đó, từ đó về đó, về đâu thì sau nữa, không bao giờ hát chỗ đó nữa. Ủa sao vậy? Sợ hát không qua lại tôi. Phải không? Hồi xưa tôi từng hát đám cưới ngay chỗ Bình Hưng Hòa. Từ đó thì sao? Đàm Vĩnh Hưng không bao giờ hát Bình Hưng Hòa nữa. Ủa cái Bình Hưng Hòa nghe quen quen anh. Cái chỗ mà khán giả đông mà không ai nói chuyện đó. Nghĩa địa mà. Bà còn hỏi nữa bà nội. Mặt nhìn sáng sủa mà ngu dễ sợ. Ủa chỗ đó ai làm show anh hát vậy? Giới thiệu đi. Chỗ đó ông Hoàng An hay làm show lắm. Andy Watt với Andy Hồ hay làm show. Rồi anh ơi, anh mình lấy bớt cái chảo vô anh ơi. Cái gì? Lấy hàng vô bớt anh. Thịt nha, đây là thiệt. Chứ không phải như bà kia nha. Thiệt, cần nghe âm thanh không? Đâu nghe thử coi. Trời ơi. Trời bà la cái gì bà nói. Thiệt, âm thanh thiệt. Bữa nay là do qua đi ăn bơ với lại bò nó hơi nhiều cho nên cái độ bát nó hơi lớn hơn mấy bữa. Đâu thử. Bên này chép hơn. Bà đừng có chuối bậy nha bà nội. Nghĩ sao kêu tôi đánh đằng trước đi. Má ơi má. Security, go out, he see go out. Trời ơi. Bây giờ tôi xuống tôi quánh ổng đằng trước bà chịu không? Chịu không? Rồi, chắc bà cũng ngán lắm rồi. Rồi, vô nghe, giới thiệu nha. Đó, bây giờ hát nhạc nhẹ nhàng nè. Lát, ba lát nhẹ rồi. Rồi. Là thứ rồi nè. Sư phụ Đàm Vĩnh Hưng phải không? Rồi. Xin giới thiệu quý vị và các bạn ca sĩ được mang tên Đàm Vĩnh Biệt. Cái gì vậy má? Thì sư phụ Đàm Vĩnh Hưng, Đàm Vĩnh Biệt. Hát Bình Hưng Hòa là hợp luôn á. Đàm có Hưng bà nội. Rồi ca sĩ được mang tên đừng có hàm vô. Bà sao bà giới thiệu y chang của Nguyễn Hồng Nhung tào lao. Tôi hát đi ông ơi.
trời ơi tôi là nhìn chịu không nổi luôn á trời. Cái gì vậy má? Nhìn khó chịu quá anh ơi. Bà đạp đạp lỡ tôi nói chuyện tôi quay qua bà đạp cái chết tôi hả? Bà kia tập trung nha. Bà nội nào kêu thấy gớm kìa. Nhìn nghệ sĩ là nhìn khu vực, ngay từ cái chỗ mà Calgary về Vancouver, đừng nhìn xuống Winnipeg nha. Ok, ok baby. Thank you baby. See you tomorrow. Nói cái gì vậy trời? Nói như kẻ mẹ đang học tiếng Anh mà sao kỳ vậy? Rồi hát đi ông ơi. Nói hoài. Ok baby. Ok baby. Come on tonight. Oh, I like Winnipeg. Bà chưa bị vừa phải nghe bà nói. Khó quá à. Thôi đi. Bà nói sao cái bà 6,000 mà vỗ tay quá quá. Ê, bà đó là Vancouver. Ừ, chỗ bự nhất bà. Ừ, chỗ người Việt đông nhất được gọi là Vancouver, chà phá lửa. Anh còn em ở đâu anh? Bà come out. Bị ở đó trong nước mà chứ không có đồi núi. Hiểu không? Mấy mà qua bên Phú Chỉ, Hokkaido là ok. Hiểu không? Ê, bà cái gì đó, Rocky Mountain. Thôi hát đi ông ơi. Nhìn bà chán chết bà. Nhìn bà nhớ mấy cái bánh bao chán ăn điểm sắm mà cái tiệm gì ngồi đây nè. Anh nói vậy, dù gì cũng được cái bánh bao đúng không? Không, bà là cục đỏ đỏ trên bánh bao á. Nè. Bà nghĩ sao vậy má? Thôi giới thiệu lại đi. Rồi ca sĩ hát đi. Music. Đàm Như Nưng hả? Đàm Như Nưng. Bà đó, bà tới lắm rồi đó. Lâu quá nha, sắm tuồng lâu quá nha. Có những tháng ngày ta phải vất vả đi tìm đam mê cho tuyệt vọng. Có những tháng ngày trái tim ta rộn rã trong tình yêu. Đứa nào tắt giùm tao cái chuyện ma coi. Đang đọc lời bạc má ơi. Ủa ai đọc? Đàm Như Nưng trước khi hát làm hay nói tào lao vậy đó. Ủa nay không giờ biết cái gì hết. Rồi lại tưởng đứa nào mẫu chuyện ma chưa. Có những tháng ngày ta vội vã đi tìm đam mê. Có những tháng ngày ta thấy mình thật nhỏ bé. Rồi đến một ngày ta tốn 6,000 đô để cho nó trả ba lửa. Có những tháng ngày ta thật vội vã. Có những tháng ngày ta biết rằng đó là định mệnh. Hay quá. Nước mắt đã nuốt không rơi thường xuyên. Nước mắt đã nuốt trốn sau thầm lặng. Xin một lần ôm lấy em và anh nuôi lên cầu giá thử. Mãi về sau còn nhớ tên nhau. Em đi mãi đi về nơi xa ơi. Anh một mình ôm sao thương nhớ em. Xin em nhớ khi nào lòng đơn côi hãy quay về ngàn đời thương nhớ. Tình yêu hơi thì người chắc cho tôi nhưng không thể lấy nhau để mắt ở bên Winnipeg đã giật một lần rồi. Đây thôi thôi nghỉ đi nghỉ đi. Con Đàm Vĩnh Hưng nó bị động kinh hả? Cái phong cách ta vậy bà ơi. Hát kiểu gì như khùng vậy? Làm gì hát gì điện giật vậy? Cái phong cách vậy. Em đi mãi đi về nơi xa lớn. Đó đó. Nó nhơi như con dời. Đó. Mệt không? Mệt trở như chó. Ngựa ta đứng ta hát bình thường tôi lắc chi cho gãy xương vậy? Nói phong cách nó hưng là phải. Con trả đi hát á. Cái tiền show thì ít mà cái tiền đền thì nhiều. Đền gì? Đền microphone nè. Ủa sao vậy? Thì em đi má ơi. Là nó bay tới đó luôn rồi. Bẻ mang tay bắt đền 4,000 đô cái. Trời ơi. Phải không? Oh yeah. Thở như chó. Oh yeah. Mệt già lớn tuổi rồi đó. Hát không nổi. Đâu anh thử lại coi. Oh yeah. Tào lao. Bà làm hồi bà kia bà phóng lên sân khấu giờ chết luôn á. Không phải em bị liệu á, anh làm cái em liệu theo. Bữa bà không nhớ ở Winnipeg hả? Sao? Bà kia bà kéo quần xém tụ không nhớ hả?
Trời ơi, rồi bà có ói không? Hả? Bà có ói không? Không, bà sững. Bà sững hả? Bà thốt lên ba chữ thôi. Chữ gì? Oh my god. Trời ơi. Trời ơi trời. Sao? Bà nói bà thiệt vậy luôn hả? Ừ. Chắc bị, ta bị... không thấy gì phải không? Có, ở trong mặt cái quần bông Hawaii cây dừa phải khoái. Ủa, thấy Hawaii cây dừa hả? Ừ. Tưởng thấy cái cây khác chứ. Chắc tôi dậm cái này vô mặt bà quá. Cuộc đời bà già mà sao bà ham hố dữ vậy? Không phải anh, nó bị chồng em chết lâu rồi á cái. Thôi xin lỗi, không có nhu cầu biết cái tình trạng mối quan hệ. Ừ. Nha. Tôi nhìn bà thấy không ưa nổi rồi đó. Làm gì không ưa? Mặc dù có mặt hơi quen mà thấy không ưa nổi rồi đó. Ủa anh cũng thấy mặt em quen quen nữa hả? Hồi nãy giờ em cũng để ý thấy anh quen quen. Tôi không biết vụ gì đang xảy ra. Bà thì quen lắm. Gì vậy? Trời ơi, bao nhiêu năm trời, mấy chục năm bên đây mới gặp lại. Một sự bàng hoàng thẳng thốt trong trái tim. Âm nhạc bàng hoàng thẳng thốt. Bàng hoàng thẳng thốt quánh như đám ma trời. Bàng hoàng thẳng thốt. Nhớ anh không? Nhớ anh không? Em nhớ rồi. Trời ơi, anh có nhớ em không? Làm sao anh quên được? Làm sao anh quên được? Bước ra đây coi. Làm dạ. Sao quên được? Nhớ anh không? Nhớ mà. Trời ơi, gì vậy? Cũng ánh mắt này. Ừ. Cũng đôi môi này. Ừ. Rồi cũng cái cặp này. Ủa dạ. Cặp nào anh? Hả? Cặp nào? Cặp mắt kiến. Mắt kiến chị đâu dưới này vậy ba? Già rồi dơ không nổi. Không lẽ chị vậy? Trời ơi. Nhớ anh không? Nhớ rồi. Nhớ anh không? Em nhớ mà. Trời ơi, mấy chục năm trời. Ừ. Nhớ chưa? Làm sao quên được? Ừ. Em là ai? Lâu quá quên mẹ rồi. Già đâu có nhớ nổi. Ô thèm tán vô mặt nó ghê ta. Em nè. Ai? Nguyễn Hồng Nhung. Còn anh là Nhung đây hả? Nhung. Nhung nè anh. Sao giờ người ta giải phóng mặt bằng dữ vậy Nhung? Kéo nhà đi hết trơn hả? Giải phóng mà nó không có đền bù anh ơi. Hèn gì nhìn chán chết mẹ. Anh ơi, anh đừng có nhìn dưới này, nhìn vô mặt em đi anh. Trời ơi. Còn anh là? Không nhớ anh sao? Anh là Cristiano Ronaldo. Trời, sao quéo lại còn có một chút vậy anh? Đá riết chuột nó chạy. Trời ơi. Còn con chuột cống coi không? Ở đâu? Bà nào mới lên tiếng đòi coi vậy? Đây nè, vẫn còn săn chắc. Thấy không? Chứ bà muốn con cái gì? Trời ơi, ham hố. Tôi già rồi, để cho tất cả mọi thứ ngủ yên. Tại sao ngày xưa bà bỏ tôi đi? Em có bỏ anh đâu, tại ngày xưa má em chơi anh là nghệ sĩ nghèo mà. Nghèo cái gì? Ngày xưa bà bỏ tôi đi, bởi vì bà là cành vàng lá ngọc. Bà là giọt lệ đài trang. Thôi mà anh, chuyện qua rồi thôi bỏ. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng. Ngày xưa ai quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó, ước xây đời lên tột đỉnh nhân gian. Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn. Ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang. Tôi, chính tôi ngày xưa đó cũng đeo bồng mơ người đẹp lậu hoang. Quăng xúc xích hoài nha. Bà nào mới nói gì đó? Bà nói nhỏ mà quăng hoài. Bà thấy rồi hả anh? Bà làm gì có cơ hội. Hổm rài 14 độ nó đi đâu xa rồi. Thôi bây giờ hoàn cảnh gia đình sao?
Chồng chết lâu rồi. Tôi cũng nói với bà, tôi rất tự hào từ khi chia tay bà tới giờ, tôi giữ nguyên vẹn. Hả? Tôi không hề mở hộp. Hả? Còn nguyên xeo, phun bóp, phun cục sạc, phun tay nghe. Trời ơi. Chưa sạc cái nào, lâu rồi chưa sạc pin không? Hả? Lâu rồi chưa sạc pin. Thôi anh ơi, tự nhiên anh nói gặp anh ngồi sạc em vậy. iPhone 7 mới ra, sạc pin rời. À, kỳ lắm anh ơi. Nói chơi thôi cho vui chứ già rồi. À, tôi với bà bây giờ chỉ only look no eat. Dạng như đồ cúng bàn thờ á hả anh? Nhìn thôi chứ ăn giọng gì được. Sao vậy, hai đứa mình cũng còn hợp với nhau mà. Không đâu, bây giờ bà hợp với thứ khác hơn là tôi. Thứ nào? Lòng gà. Con mắt giống ông vậy, hợp với lòng gà. Xào mướp ngon. Đó. Già mất dạy hả? Nói thiệt chứ nhìn bà chán lắm. Mà nhìn em cũng còn ngon mà anh nói gì sao? Ngon cái gì đâu. Cỡ bà tôi phải uống 10 chai bia mới thấy bà ngon được. Thì kêu 10 chai bia cho anh uống nghe. Hai chai xỉn mẹ rồi. Bà muốn ngon không? Có hàng không? Giới thiệu cho. Ai? Guitar. Chả già chứ nhìn chả còn bén lắm. Năng khiếu móc, móc cả đêm. Trời ơi, móc cả đêm mà em già sao em chịu nổi anh? Tôi nói là móc đờn guitar, bà về ổng móc bà nghe nhạc dễ ngủ, bà hiểu không? Ờ vậy hả? Còn không đây, cha đánh trống, đầu ít tóc. Lấy cha này về, đỡ tốn tiền vào gội đầu. Ủa sao vậy? Thì đó, gọi cái gì có mấy cọng tóc hà, cái trán là thấy đã không? Không có tóc, ủi đã lắm. Ủa ổng ủi chỗ nào đã vậy anh? Bà hỏi cha bà áo vàng đây tôi không biết đâu. Thôi anh thôi, ơi. Thôi nói chơi chứ giờ mình già rồi. Ừ. Đâu có phù hợp. Bà hiểu không? Ừ. Nhưng tôi sẽ làm cho bà một điều cuối cùng. Đó là tâm nguyện của tôi. Điều gì? Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gõ mây kết tình lâu đài. Chuyện tình chưa nghe lừa dối. Lời hẹn đầu chưa đi vào tối. Thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Trời ơi. Dạ hết rồi. Dạ anh Lâm Tử Già xin được kính chào quý khán giả. Vô hả con? Vô. Ừ vô đi. Anh ơi. Ừ. Vô tắm rửa sạch sẽ đợi anh nha. Hả? Vô tắm rửa sạch sẽ nằm đợi anh. Ờ vô đi, lát gọi xe cứu thương cho nha. Dạ. Hôm nay là lần đầu tiên đến Calgary. Tiếng Anh không tốt nên nói từ lửa chứ. Mà thấy quý vị đi đông quá, khoái, vui. Vui cho nên bữa nay mình phải quẩy cho nó đã. Tại vì bữa nay cũng ngày cuối rồi. Ngày cuối mai em về Việt Nam lại rồi. Nên mình chơi cho đã luôn. Ok. Ừ. Bây giờ mình quẩy nha. Quẩy, quẩy yên tâm. Trời ơi, đông quá đông. Chỉ sợ là những người ở xa người ta không được nhìn gần thôi. Hiểu không? Người ta cũng bỏ tiền như nhau mà đúng không? Dạ hả? Đúng không? Hả? Rồi, bây giờ mình quẩy nha. Ai muốn nhảy lên nhảy nha. Trước khi về xin chiếc dép hả? Ba, đi với chồng hay đi một mình? Đi với chồng hả? Thôi về chỗ đi má. Bà đi với chồng bớt giao lưu lại bà nội. Tôi không muốn gây thù chút oán tại Calgary. Bây giờ quậy nha, bây giờ quậy nha. Trả lại cho em, trả lại cho em. Lời nào yêu thương còn đọng trên môi. Và tình ta đó những đêm trắng tàn. Để lần sau cuối khi nhìn thấy nhau. Để ngày mai đó duyên tình đến đâu. Ai ăn ban đầu còn đâu hỡi em. 1, 2, 3, go. Lên nhảy đi bà con. Ok.
cho em những năm học trò, những đêm hẹn hò ngày ta có nhau. Giận hờn chi em chút thêm đưa muộn, giận hờn chi em chút thêm muộn phiền, giận hờn chi em nỗi đau ngập lòng vang xa thật rồi giờ như giấc mơ.